Alo, thân chào anh em, chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình nha anh em. Thì ngày hôm nay mình xin làm một cái clip. Clip này là với cái chủ đề đó là phục chế lại. Thì hôm trước mình có đi ve chai, mình mua được một cái mập, một cái máy hát thẻ Bluetooth, một cái loa vừa hát thẻ mà nó lại vừa lo Bluetooth luôn. Thì khi mua về thì nó chỉ có cái bản mặt nó không à, nó mất tiêu cái thân hình đó rồi, không có cái thùng. Thì khi đi mua trong tiệm ve chai thì nó cũng có cái lo của nó mà nó gắt tươm bơ tan beng hết trơn à. Mình cũng đã cố gắng là phục hồi cái lo này lại bằng cách là mình lấy keo 502 mình dán mấy cái chỗ gắt nó lại nè. Anh em nào là xem lại trong kênh mình là biết cái lo này nó gách cỡ nào, gách te tua chứ, nhưng mà mình dán lại và mình đã thử là xài được. Thì ngày hôm nay mình sẽ là tiến hành đó là phục chế lại, sử dụng một cái thùng này nè, một cái thùng bánh Butter Cookie Logan Quỳnh Thịnh Đại Sugar Ghi No Can Fat Sột Ốp Gồ Tây In tùm lum la trơn. Thì mình đã đo, mình cắt rồi cho đỡ tốn thời gian. Mình đã đo, mình đã cắt cho cái lo này nằm vậy nè anh em. Theo mình cảm nhận là mình hay á, lo này đập hay á, mình sẽ dán keo nến lại ha, rồi mình sẽ hàn dây vô ha, vậy là ok. Rồi mình gắn vô cái mạch đó. Thì cái nguồn của nó thì lúc mua về nó cũng không có cái nguồn điện nữa anh em. Mình quyết định là mình sẽ sử dụng là 6 cái viên pin ve chai này nè. Viên pin này nó nặng kinh luôn anh em, nặng vãi luôn á. Viên pin này là cái nó có dung lượng là 2000 mấy nè. Là dòng xả cao lắm nha. Cái thì nó có dung lượng là 3000 mấy nè. Mỗi viên pin này nó có là số vôn của nó là có 1,5 à. Bắt 3 viên lại thì nó sẽ được đó là 4,5. Rồi song song với này nữa là chúng ta được một khối pin đó là khoảng 6-7 ngàn. Sạc đầy rồi là hát tới Tết luôn. Chúng hát mỏi miệng luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đó là hàn pin lại nghe anh em. Rồi mình đó là hàn dây và mình sẽ đó là thực hiện cái mục tiêu của mình, đó là mình phục hồi cái lo này nghe anh em. Rồi mời anh em theo dõi các bước mình làm. Đầu tiên mình sẽ hàn pin trước. Rồi mình đã hàn hai khối pin này nó nối tiếp với nhau nè anh em. Bây giờ mình sẽ đo từng khối cho anh em xem nè. Đây đó, 4V 4,1. Đây một khối nữa mình đo là đo chỗ hai cái chỗ mà không có hàn à. Đấy nó cũng 4,1 nữa đó. Rồi bây giờ mình sẽ mắc song song hai cái khối này lại luôn nha anh em. Rồi qua một lúc thì mình cũng đã hàn xong cái khối pin này nè anh em. Khối pin này thì nó khoảng 5000 mAh nha, 3700 nè, 3700 thì mình tính khoảng 5000 thôi. Mình sử dụng cái máy đo Melito Kala của mình nữa mình đo. Thì bây giờ mình sẽ đo thử coi nó được bao nhiêu volt nha anh em. Sao nó có 3, mấy volt chàng? 3,7 à? Đấy 4,1 á, 4,1 mới đúng. Đấy, như vậy là xác định luôn rồi. Cái dây đen này là dương nè, còn cái dây trắng này là dây âm ha. Cái này mà chặt với nhau nó nổ liền á, đó, ra điện liền. Dòng xả rất là cao luôn. Tại vì pin này mình lấy trong cái cục sạc của xe đạp điện đó anh em. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đó là hàn nó vô cái cọng dây đó. Mình kiếm coi cái jack này nè anh em. Cái jack này là bởi vì cái mạch của mình đó thì nó sử dụng jack không à.
jack pin nó là gì nè. Rồi jack lo nè anh em. Đây là cái jack lo nè. Mình sẽ gắn cái này vào cái lo ha. Rồi riêng cái lo thì mình sẽ đó là đấu nó vô ha. Rồi mình sẽ để vô cái thùng. Rồi thì mình sẽ là bắt keo lại. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha anh em. Rồi mình đã kết nối xong được cái đầu dắt anh em vào cái khối pin này. Khối pin này khá nặng rồi nha. À, khối pin này khá nặng á. Rồi bây giờ mình sẽ ghim điện thử vào đây coi anh em nó có ăn không ha. Nhiều khi là mình ghim vô nó không ăn nữa. Đó, mình sẽ kết nối vô đây nè. Để kết nối này chúng ta lấy cái tay giữ lại cái chắc cái nha, để thôi là nó bị gãy luôn đó nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nữa là mở nguồn lên nè. Đó, nó lên vậy là ok nè. Ngon lành rồi đó. Rồi. Chúng ta đã thử gì lên vậy là pin khối pin chúng ta đã an toàn rồi. Tới cái giai đoạn tiếp theo đó là chúng ta sẽ tiến hành đó là bắt cái nhợ dây lo vô ha. Rồi chúng ta lấy cái mũi khoan chúng ta sẽ đó là khoan ở chỗ này một cái lỗ. Đây là dây điện ga nè. Cái này là dây lo nè, mình sẽ khoan một cái lỗ nữa đặng mà mình bắt cái dây nguồn này ra nữa nè anh em. Đó. Cái này mới có lo à, còn dây nguồn nữa ha. Mình để cục pin nó nằm ở trong máy luôn nha anh em. Rồi mình đã hàn vô xong rồi, bây giờ mình sẽ gắn vô mình thử nó có hát được không nha anh em. Mình sẽ ghim cái lo vô trước. Rồi mình sẽ ghim nó là điện vô luôn. Rồi mình sẽ mở lên. Đó. Rồi như vậy là nó đã hát được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đó là bắt tất cả các cái vô cái thùng nữa là xong nha anh em. Rồi anh em ơi, mình đã bắt xong vô rồi nè. Rồi bây giờ mình đầu tiên mình sẽ test pin thử coi mình sạc nó có vào không nha anh em. Chứ mình mà sạc pin mà nó không vào được thì nó rất là dở nha. Mình làm nó hoàn thiện hết rồi mà mình sạc pin không được thì nó dở lắm. Bây giờ mình sẽ lấy dụng cụ ra để test thử coi mình sạc pin nó có vào không. Để test sạc pin nó có vào không thì chúng ta sẽ dùng cái USB nè, đo nè. Thì cục sạc dự phòng của mình hiện giờ nó đang là sạc này nó hay tự ngắt lắm chứ không phải là nó ấy đâu. Sạc phòng nó đang 5V2 nè, dòng ga ở dưới nè. Khi mà mình ghim vô mà cái dòng ga nó ra có nghĩa là pin nó mới là có vô được. Đây mình sẽ ghim vô à, mình ghim vô đây coi nó có chạy không, còn không chạy là thất bại á. Đấy, như vậy là chúng ta thấy cái dòng ga nó đã ra nè, 0.3 0.11 nè, thì như vậy là cũng ổn rồi đó. Nó như vậy là nó sạc pin được ok rồi đó. Chỉ nhiều đó thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành test ha anh em. Đó, ngon lành. Test thử coi nó sẽ hát hò như thế nào nha. Thì mình sẽ tiến hành mở nguồn lên. Đó. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Đây. Của nó là B89 nè. Đó đã kết nối rồi nè. Rồi mình sẽ bắt cái kênh của mình đi chứ mình bắt nhạc thì nó dính bản quyền nữa. Kênh của mình là Mr. Lành Channel nè. Đó. Đây.
bắt cái này đi. Xin chào quý vị và các bạn. Đó. Thì trước có đi về chai có lập được cái bóng đèn cũng gì. Đây. Hôm nay mình sẽ phục chế nó lại ha. Làm cách phục chế coi có được bóng đèn này không để mà xài không không quý vị. Bây giờ thì nó dơ. Bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh nó. Rồi mình sẽ nó là thôi coi sửa chữa nó coi có được không ha. Để quý vị xem. Rồi, bây giờ mình sẽ dừng lại, mình sẽ tìm kiếm cái nhạc không bản quyền, mình sẽ phát cho anh em nghe thử cái loa này như thế nào nha anh em. Đây. Mình hát nhạc bằng cái cổng AOX nè. Ca cái gì đâu. Đó. Thì nói chung là cái loa mình đã xong rồi nè anh em, rất là tốt luôn. Cái loa này để khi mà cúp điện hoặc mình đi đâu á, đi đâu thì mình mang theo nó hơi to. Để khi cúp điện hoặc là mình đem xuống lên sân thượng rồi mình hát thì nó cũng ok. Đồ những đồ từ ve chai mà mình đã chế là được. Cái thùng này hát rất là hay luôn nha. Rồi xin thân chào anh em nha anh em. Hẹn gặp lại anh em trong các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.